Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Đi Xe Cúp. Và đây là cái nắp nồi của xe cánh nén nha, thanh lý 550k nha các bạn. Rồi bán mất cái mặt cá rồi, còn nắp nồi, nước sơn còn zin các bạn, chưa vệ sinh còn đẹp nha. Không có bị chạy xước lủng lỗ gãy mẻ gì, đẹp hết. Cái này tháo ra một máy ra rồi, còn nắp nồi không, giá thanh lý 550k nha các bạn, chưa bao ship nha. Lưu ý tất cả những hàng bên mình, cửa hàng bên mình bán là chưa có tính giá ship, trong đó ship các bạn tự trả riêng khi nhận bưu điện để cho nó rẻ nha. Rồi. Cái nút này không, nó là ăn tiền rồi đó. Rồi 550.000 bao ship, lấy hàng Sài Gòn gọi số điện thoại này, nhắn tin Zalo, thông tin Zalo giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.